cái quy luật hoạt động của cái học thuyết ngũ hành này, là chúng ta hiểu được cái ứng dụng của học thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền. Cái ứng dụng ở đây thì sẽ có là cái trong chẩn đoán học này, trong sinh lý học, trong bệnh học, trong thời sinh học, dược học, bào chế học, điều trị học, phương tiện học, châm cứu học và phòng bệnh. Chúng ta lần lượt đi vào nghiên cứu các học thuyết, đi học nghiên cứu học thuyết này thì cũng như hôm trước giới thiệu ấy, là cái phần mà chúng ta học ở đây là có các học thuyết, thì trong đó là có âm dương ngũ hành thiên nhân hợp nhất, nó là cái các học thuyết thuộc về triết học của phương Đông đấy. Và cái buổi ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu vào học thuyết ngũ hành và học thuyết thiên nhân hợp nhất. Theo theo đúng chương trình thì là thiên nhân hợp nhất là các anh không 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 được học. Thiên nhân hợp nhất là các anh không được học, cho là tôi sẽ, nhưng mà đây cũng là một cái học thuyết rất là hay, nhưng tôi sẽ dành cho lớp mà có lẽ ở cuối giờ vào khoảng 15 phút gì đó để giới thiệu cho mọi người về học thuyết thiên nhân hợp nhất này, để mọi người hiểu được sơ qua về cái hiểu sơ qua về cái học thuyết thiên nhân hợp nhất và cái ứng dụng của học thuyết thiên nhân hợp nhất đối với cơ thể con người. Thì cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành 15 phút cuối cùng để nghiên cứu sơ qua về học thuyết thiên nhân hợp nhất. Còn học thuyết tạng tượng kinh lạc thì là trong tuần này thì cô Loan, cái buổi tiếp theo là cô Loan sẽ dạy giảng cho các bạn về cái tạng tượng của kinh lạc. Còn hôm nay thì tôi sẽ giảng cho các bạn về học thuyết ngũ hành. Thầy ơi, thầy duyệt cho mấy bạn vào với ạ. À, cô mày nói quá rồi, tôi nhìn thấy. Cái học thuyết ngũ hành như vừa mới nói thì đó là một cái học thuyết triết, nó là một cái học thuyết mà của cái triết học của phương Đông. Cái triết học của phương Đông thì là nó là cái này dùng để giải thích mọi cái sự một mọi cái mối quan hệ trong cái vận động và biến hóa của mọi vật chất. Nó là nó giống như học thuyết âm dương, nó là một phần của học thuyết âm dương. Và nó là một cái phần của học thuyết âm dương, nhưng mà nó được được chi tiết hơn. Ví dụ như là cái quy loại của âm dương chẳng hạn thì nó là quy loại chung về về âm hoặc dương, nhưng mà đây đây là chúng ta sẽ chia ra thành năm, như vậy là nó sẽ chi tiết hơn cái học thuyết âm dương. Nó chi tiết hơn cái học thuyết âm dương, và ở đây thì nó cũng có cái sự quy nạp và liên quan đến cái sự vật và cái hiện tượng ở trong thiên nhiên. Đấy, đối với học thuyết ngũ hành này thì cũng không rõ tác giả là từ khi nào và cái nguồn gốc của nó từ khi nào, nhưng mà người ta biết biết chắc chắn từ nó thì là nó xuất phát từ khoảng thế kỷ 20 trước công nguyên, cách chúng ta là cũng có khoảng 4.000 năm rồi. Nếu mà nguồn gốc sâu xa thì nó cũng phải là từ từ cái thời của hoàng đế. Trong các tác phẩm của hoàng đế Nội Kinh thì là có ghi về 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 cái học thuyết ngũ hành rồi. Như vậy là có thể nói là học thuyết ngũ hành xuất phát, nếu mà chắc chắn thì là từ thế kỷ 20 trước công nguyên đã có rồi, còn trước đó thì không biết, nhưng cũng có thể là vào các thời của Phù Phi là cũng đã có cái sự xuất hiện của học thuyết âm dương. Hoặc là trong cái sách Xuân Thu Phổn Lộ thì có ghi là âm dương sinh ngũ hành, vì thế cho nên là ngũ hành được xây dựng ở trên cái cơ sở của học thuyết âm dương. Người xưa cho rằng tất cả các cái vạn vật phát sinh ở trong tự nhiên ấy, thì đều không ngoài năm yếu tố, và chạy chả ngoài cái năm không không ngoài năm yếu tố. Một là không ngoài năm yếu tố một là kim mộc thủy hỏa thổ. Đấy là năm cái trạng thái mà người ta gọi là ngũ hành. Ngũ đấy là năm, và hành là cái bước đi, hành là cái bước tiến, cái bước bước đi gọi là hành, hoặc cái bước chuyển hóa đấy là gọi là hành. Nó chuyển hóa từ 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 cái trạng thái nọ sang trạng thái kia, từ vật chất nọ sang vật chất kia. Như vậy đấy là
đấy đấy là năm cái hành. Thì ở đây là có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và các cái đặt tên của nó vậy thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu đơn giản nó là cái nghĩa đen là kim có nghĩa là kim loại. Chúng ta không hiểu một cách mà nó hạn hẹp như thế, mà người ta chỉ mang cái tính biểu diễn thôi. Ví dụ thì đúng, kim là kim loại, nhưng đấy là nó chỉ là một vật chất để biểu hiện, nó chỉ là một cái vật chất để biểu hiện trên biểu thị cái kim ấy thôi. Chứ còn thực ra trên cái phần của kim đấy là nó còn nhiều thứ khác. Tôi lấy ví dụ như là tuổi của các anh chị, tuổi mạng kim chẳng hạn. Đấy, như vậy các anh chị không phải người, các anh bằng kim, nhưng mà các anh quy loại, các anh chị là đã được quy loại trong tự nhiên, là các anh chị được xếp vào mạng kim. Đấy là chúng ta hiểu là một cách nghĩa rộng ra, chứ không chúng ta không hiểu đơn giản là kim nó là kim loại, kim nó là vàng, nó là thiếc, nó là sắt, nó là đồng. Nó không hoàn toàn như thế, mà nó chỉ là mang tính đặt tên như vậy thôi. Hoặc là mộc cũng thế, mộc đấy không chỉ hiểu là nó là cái mỗi cái cây không, mà nó còn bao trùm những thứ mà nó có thể nói là liên quan đến mộc. Vậy thì đều có thể là quy nó vào cái hành đấy. Nó là cái cách quy ước thôi, nó chỉ là cái cách đọc của người cổ đại, mà người ta xem xét các cái mối tương quan của vạn vật trong cái vũ trụ này, và người ta xếp nó vào năm cái quy loại đấy. À, chứ nếu mà người ta xếp nó vào trước đó, mà người ta xếp nó vào một cái thể vật chất nào đó, thì bây giờ nó có một cái tên khác. Nhưng mà do là trước đó là người ta dùng năm cái vật chất để đại diện cho năm hành, đấy là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì vì chúng ta phải hiểu rộng ra, chứ chúng ta không thể bó buộc trong một cái phạm vi nhỏ của năm cái vật chất đấy được. Và cái học thuyết ngũ hành này nó diễn ra trong một cái quy luật của vạn vật. Cái học thuyết này là diễn ra là giải thích mọi cái hoạt động của vạn vật trong cái trái đất này, trong cái tự nhiên giới này. Đấy, các bạn nhìn trên ảnh đấy là tôi lấy một cái hình ảnh là ngũ hành và năm cái vật chất đại diện, và nó bao trùm lên toàn bộ cái trái đất mà mình hình dung nó như thế. Và để dùng nó để giải thích thì là nó có hai cái nguyên lý chính là cái tương sinh và tương khắc. Ra một cái là sinh ra, một cái là diệt đi. Một số cái học giả về sau thì có bổ sung thêm là cái quy luật khác, đấy là tương thừa và tương vũ. Thì lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái quy luật này. Rất khó khi mà năm cái nguyên tố này là năm cái nguyên lý mà cơ bản của ngũ hành đã được đã ảnh hưởng đến cái nhiều mặt của cái đời sống cổ đại. Ví dụ như là hoặc là trong đời sống hiện đại này cũng đã có cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Trong đó thì đấy, như tôi vừa lấy một cái ví dụ là ví dụ trong hôn nhân này, trong gia đình, rồi âm nhạc, hội họa, phong thủy, kiến trúc, rồi quân sự, thì trong đó là y học chúng ta là chịu ảnh hưởng rất lớn. Đấy, các bạn có thể nhìn sơ qua ở trong cái hình ở trên màn hình ạ. Đấy thì mỗi cái hình ấy thì là nó sẽ có những cái quy nạp đối với nhân thể, để là có những quy nạp đấy. Trong y học cổ truyền thì học thuyết ngũ hành ứng dụng để quan sát và quy nạp các cái hoạt động tương quan của hoạt động trong sinh lý, trong bệnh lý, trong chẩn đoán, trong bào chế, rồi trong thời sinh học, thời bệnh học. Chúng ta xem cái bảng quy loại của ngũ hành ở trong tự nhiên. Chúng ta xem cái bảng quy loại này.
thì đây là có năm hành, cái sự phát triển này, đối với sự phát triển trong tự nhiên thì là sinh sẽ thuộc về mộc, trưởng là thuộc về hỏa, hóa là thuộc về thổ, thu là thuộc về kim, à là thuộc về thủy. Nó giống như là mùa đông ấy, mùa xuân là ta xem ở cái dòng thứ tư nhé, là mùa đó. Mùa là mùa xuân là thuộc về mộc, mùa hạ là thuộc về hỏa, quý thì thuộc về thổ, mùa thu thì thuộc về kim, mà mùa đông thì thuộc về thủy. Quý ở đây thì có thể hiểu là nó có hai thuyết, là ở đối với về thời gian, đối với mùa ấy, thì nó có hai thuyết. Một thuyết thì nói là cái ngày tứ quý có nghĩa là 15 ngày sau của một mùa, thì đấy là một quý, mà tứ quý là sau mùa xuân 15 ngày, sau mùa hạ 15 ngày, sau mùa thu 15 ngày, sau mùa đông 15 ngày, thì đấy là người ta xếp về hành thổ. Và một thuyết khác thì người ta nói là trưởng hạ, có nghĩa là hết mùa hạ thì sẽ đến một cái mùa là mùa trưởng hạ, thì cái mùa này thì người ta đã xếp nó vào hành thổ, bởi vì là mùa ở đây chúng ta chỉ có bốn mùa thôi, xuân hạ thu đông thôi, nhưng mà hành thì nó có đến năm hành, vì thế nên người ta đã chia nó ra là một theo hai thuyết, một là tứ quý, nghĩa là sau 15 ngày sau của một tiết, hoặc là trưởng hạ, đấy là người ta sẽ xếp nó vào hành thổ. Còn về phương thì là phương đông thì sẽ thuộc về mộc, phương nam thuộc về hỏa, ở giữa thì sẽ thuộc về thổ, phương tây thuộc về kim, và phương bắc thì thuộc về thủy. Thêm thì là như vừa mới nói thì là đối với mùa xuân thì cây cối sinh trưởng đâm trời nảy lộc, vì thế cho nên là nó sẽ cái tính năng phát triển của nó sẽ là sinh. Đến mùa hạ thì trưởng, tức là cái cây nó lớn rồi, đến mùa hạ là cái thời điểm mà lớn nhất, trưởng nhất của nó rồi. Hóa là cái thời điểm mà cái cây nó già cỗi. Đấy, đến tiếp thu. Tiếp thu là cái sự phát triển của cây, tức là thu lại. Thu và cái tầm của mùa đông là tàng trữ để cất giấu lại cho mùa sau. Cái đấy là cái ý nghĩa của các sự phát triển của cây cối trong tự nhiên này ạ. Còn đối với cái quy nạp của thời gian thì là buổi sáng sẽ thuộc về mộc, buổi trưa thì thuộc về hỏa, đến giữa trưa thì thuộc về thổ, đến buổi chiều thì thuộc về kim, và buổi tối thì là thuộc về thủy. Cái phần sáng trưa chiều tối thì cái phần giữa trưa nó tương đương với cả thổ, nó giống như là tứ quý ấy. Đấy cũng là sau trường hạ, nó là sau mùa hạ. Bạn vào về khí thì là khí của mộc sẽ là phong, khí của hỏa là nhiệt, nóng nhiệt, khí của thấp mà khí của thổ là thấp, khí của kim là táo, khí của thủy là hàn, khí của mộc là phong, là gió, có cây là có gió, đấy là khí của phong, và hỏa là nhiệt. Cái lửa thì chắc chắn là nóng rồi, cái đấy là đương nhiên rồi. Thổ là thấp, là ẩm ướt, đất ẩm ướt. Bây giờ nằm xuống đất là có ẩm ướt, có ẩm ướt không? Ẩm ướt. Hoặc là những người nào mà người dân gian hay nói là phong thấp ấy. Đấy, hoặc nằm dưới đất thấp là biết ngay, đau người đau nhất biết ngay đúng không? Còn tiết thu là cái khí hậu của mùa thu là táo. Táo ở đây trong tiếng Hán là khô ráo, dịch sang là tiếng Việt là khô ráo, táo là khô ráo, còn thấp là ẩm ướt. Các bạn làm quen với cả cái danh từ, cái thuật ngữ của dòng truyền như thế, táo ở đây là khô ráo. Cái không khí của mùa thu có khô không ạ? Không khí mùa thu rất khô, cái tính chất của nó như thế. Còn thủy là lạnh,
Lạnh là mùa đông là lạnh là đúng rồi, là đương nhiên rồi. Quy nạp về vị là vị chua thì sẽ thuộc về về can mộc, về chua thì thuộc về can mộc. À, không, bây giờ chưa chưa quy nạp về can trước, chưa chưa quy nạp về can, mà bây giờ ta sẽ quy nó về tạ và về hành đã. Thì đấy là vị chua thì thuộc về hành mộc, vị đắng thì thuộc về hỏa, vị ngọt thì thuộc về tỳ, à, về về thổ, vị cay thuộc về về kim, vị mặn thuộc về thủy. Những cái này các bạn cần phải nhớ, bởi vì sau này nó là cái nó là những cái kiến thức rất cơ bản nằm lòng, nên là chúng ta cần phải nhớ được. Ví dụ bây giờ mà trong cái bảng sĩ học gì cái vị nào sẽ vào tạng nào vào hành nào thì các bạn cần phải nhớ, và khi mà trong cái bảng sĩ học chúng ta sẽ áp dụng nó trong cái bảng sĩ học. Thì là ví dụ như bây giờ mà để dẫn thuốc về đạ tỳ chẳng hạn, nó có thể là tẩm với cả 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 đồ ngọt thì để quy nó về cái đạ tỳ đấy, hoặc là để dẫn thuốc về tạng thận thì người ta có thể là tẩm với muối để đưa thuốc về tạng thận, là tương đương với thủy, thận thủy đấy. Đấy thì nó người ta sẽ trong cái ứng dụng của đó, thì từ lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Về sắc thì là màu xanh thì sẽ thuộc về về mộc, cây cối màu xanh là đúng rồi, đúng không ạ? Màu đỏ thì thuộc về hỏa, màu đỏ thì là lửa cháy, màu đỏ thì đúng rồi. Đấy, đất là màu vàng. Đấy, kim, sắc kim loại đấy, là sắc trắng, đúng đúng quá. Thủy là màu đen, thủy là đen. Nước nước chẳng qua chúng ta không màu thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nhìn mãi thì ví dụ như trong trong biển sâu ấy, đấy là màu đen đấy. Về thiên can, thiên can thì cái này là thiên can thì có thập thiên can. Thập thiên can là có giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, thì là giáp ất thì thuộc về mộc, bính đinh thì thuộc về hỏa, mậu kỷ thì thuộc về thổ, canh tân thì thuộc về kim, nhâm quý thì thuộc về thủy. Cái này thì chúng ta cũng cần cần phải nhớ, bởi vì là nó sẽ sau này cái này những cái này nó sẽ ứng dụng với đông y rất là nhiều. Ví dụ với giáp ất, thì ví dụ các bài về trong trong châm cứu chẳng hạn, cái thời châm cứu là sẽ sử dụng các cái giờ mở huyệt chẳng hạn, hoặc là các cái tạng mà nó liên quan đến cái giáp ất bính đinh này, thì các bạn cũng cần phải nhớ. Nó có các bài như bài Minh Đường chẳng hạn, bài Minh Đường giáp kỷ ất canh bính biểu trường đấy, đinh nhâm mậu vị kỷ lý hương, nó quy nạp những cái thiên can này vào trong các cái tạng phủ để chúng ta nó sẽ ứng dụng trong y học. Trong đó là nó sẽ có cái thời châm cứu, thì các bạn sẽ học về sau. Nhưng hiện tại bây giờ chỉ giới thiệu sơ qua để các bạn biết được là cái này nó đang thuộc với cái hành mộc, và chúng các bạn phải phải nhớ được cái bảng này. Bây giờ mình nói cái mùa xuân thuộc hành gì cái phải nhớ ngay đấy, hoặc màu vàng thuộc hành gì phải biết ngay đấy, màu đỏ thuộc hành gì phải biết ngay đấy, rồi nói giáp ất thuộc cái hành gì là phải biết ngay đến